Dạ. Hiện tại thì em tới mảnh đất Tây Nguyên các bác ạ. Đặc sản ở đây thì có món sầu riêng. Thì hôm nay em có chuẩn bị một quả sầu riêng. Nghe đồn trên mạng bảo là ăn sầu riêng nướng sẽ ngon hơn. Đây là sầu riêng hạt, sầu riêng cổ của Tây Nguyên. Em để nướng các bác nhé. Cái món này là cái món mà em ăn ở ngoài chợ rồi. Hiện tại thì đang có hột. Đây là hột sầu riêng mà em ăn rồi các bác ạ. Em sẽ đổ vào em nướng, em ăn cái hạt của nó. Thấy các bác Tây Nguyên chia sẻ rằng là hạt sầu riêng ăn rất là ngon, nên em nướng thử luôn các bác. Đây là cái hột sầu riêng của bên ngoài rất là đen. Ôi rồi mất miếng rồi. Thank you. Giòn ha, giòn, ngon, ngọt ngọt, thơm. Ăn đi bạn. Thơm thơm bùi bùi. Nó giống gì không? Nó nói giống như là hạt dẻ mà dẻ bắt. Các bạn có thấy hạt sầu riêng hôm nay khá là trắng không? Hạt sầu riêng nướng rất là ngon nha. Rất ăn ngon. Mà khóc luôn. À, uống cho tục đi. Ngon mà. Giới thiệu các bác, đây là con vợ Bình, bạn thân của con vợ ánh. Nói gì thì các bạn nói đi. Xin chào các bác, thì Caramel là vợ tôi. Em tối nay ba đứa ngủ chung phòng nha. Mày tập trung vấn đề chính đi ạ. Tật lọc quá à. Con vợ Bình thì nó không ăn sầu riêng các bác ạ. Thấy sầu riêng nó chạy. Tuy nhiên thì em rất là hiểu nó tâm lý. Hiểu gì? Thì tao muốn mày thưởng thức một chút gì đó về sầu riêng nhưng mà không bị có cái mùi sầu riêng. Và nó vẫn là sầu riêng, tuy nhiên không có sầu riêng. Và cuối cùng nó lấy hạt sầu riêng để nó nướng mà ăn ra sầu riêng. Coi như mà ăn sầu riêng, có hiểu gì về sầu riêng không? Thật ra là cái hạt sầu riêng là nó không hề liên quan tới nhau nha mọi người. Nó là tên là sầu riêng. Vâng, nó là hạt của sầu riêng. Nó có chữ sầu riêng. Nhưng nó không hề có vị sầu riêng. Thì nó có sầu riêng. Thôi mọi người tập trung vào cái nào. Mình chỉ kinh kỳ cái vị của sầu riêng. Còn hạt sầu riêng là một cái mùi cách biệt so với cái mùi của sầu riêng. Rồi, hiện tại thì đây là cái hạt mà em đã nướng rồi các bác ạ. Đây các bác xem này. Thì em sẽ mời con vợ này ăn. Mời tôi bóc đi mày. Ủa? À đây 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 đây. À, tính chửi. Vâng vâng, xin lỗi. Ê, cái này là mầm hả? Ừ. Mầm à? Anh Khánh vô đây ăn sầu riêng bọn em luôn anh Khánh. Vô đi anh. Vào luôn anh. Bạn luôn à? Ba chấp chung đến giữa mà. Mẹ mày. Bắp. Anh ăn bắp. Anh ăn bắp xong miếng nữa ăn sầu riêng ha. Ngon ha. Mọi người có biết tác dụng của việc ăn hạt sầu riêng là gì không? Thôi, thôi đi nào. Đêm thì hát hay. Đêm nay mình ăn rồi mới ngủ nha. Thôi thôi xong rồi đã. Đêm nó còn gió gió cơ. Không biết của ai đâu. Đây hạt sầu riêng các bác. Úi giời. Nhìn hấp dẫn chưa? Cái hạt sầu riêng á, ăn nó mềm mềm dẻo dẻo, có một chút nhớt nhớt, tuy nhiên có vị ngọt các bác ạ. Hạt mít không có anh ạ, nhưng mà riêng hạt này lại có, thấy mới hay ấy. Các bác nào chưa thử ăn hạt sầu riêng thì nhớ trải nghiệm đi nhá. Mua cái loại này thì đâu đó khoảng tầm 20.000 đến 30.000 một cân thôi. Cái loại sầu riêng hạt như này, sầu riêng cổ ấy, nhưng mà rất là hay. Ngoài cái việc mà nướng ra các bác có thể là gọt cái vỏ ra xong rồi nấu canh ạ. Nấu canh xương nhá. Canh xương, hầm canh xương, canh xương. Ngon lắm. Em
là nó có cái này nhỉ? Ăn nó hơi kiểu làm nhớ chứ nhớ xíu có nhớ. Nó có cái này là cái mầm à? Các bác xem cái sầu riêng khi mà nướng lên nó sẽ nứt ra này. Nhanh lắm. Trông hay nhỉ? Lần đầu tiên em được ăn sầu riêng nướng ấy. Xem trên mạng nhiều rồi nhưng giờ lần đầu tiên mới được trải nghiệm này. Rồi, và các bác di chuyển đây nhá. Bên ngoài vỏ trái hết rồi này. Có một cái mùi nó rất là đặc biệt anh ạ. Em ngửi thử nó xem. Không biết là diễn tả nào. Nhưng mà cảm giác nó rất là giống kem ấy. Đỡ mùi hơn nè. Ê, không có mùi sầu riêng nhưng kiểu nó để tươi nha. Nãy giờ nướng nhưng không có mùi sầu riêng nha. Đỡ mùi hơn. Bữa nay quá đây. Wow. Mở tiếp này, bữa tiếp này. Xem quả này có bao nhiêu hạt nhé. Wow. Đẹp nhỉ. Bữa tiếp bên này. Bữa hết ra xem nào, quả này có bao nhiêu hạt. Dễ bữa hơn là nó bị nứt ra. Nó nứt ra nó dễ bửa hơn các bác ạ. À, khi mà nướng ấy nó dễ. Dễ ấy hơn. Tích tích. Cứ phan một luôn. Chứng tỏ là cái này. Chứng tỏ là cái những cái quả mà nhỏ nhỏ xinh xinh này này nhiều hạt nhiều múi này. Đầy ú nhỉ. Ú nụ luôn. 42.000 quả này các bác ạ. Em mua ngoài chợ. Thôi em mời anh. Anh gia đình đi. Em mời anh. 42.000. 42.000. Chúng ta còn được ăn cả hạt. Đúng rồi, ăn xong rồi ta ăn hạt tiếp. Không có đi đâu cái gì. Ngọt lắm mọi người. Okay. Mời các bác nha. Nóng. Hơi nóng một tí thôi mọi người. Thổi đi. Chết tiệt. Ngon gì không? Nướng lên có vẻ ngon hơn. Dạ. Nướng lên có vẻ đỡ mùi hơn. Hay là do mình ăn nó khác so bình thường thì nó ngon hơn mọi khi. Nó kiểu vị mới vị. Vị mới lạ. Lạ hơn. Ừ, khó á. Những thứ gì lạ khác và nó lại ngon. Cái gì ấy, caramel làm gì mà cứ cười xuống hết máy. Chị hiểu với em chứ. Chị không hiểu gì cả. Chịu á. Ăn bình thường thì nó cũng quá bình thường rồi. Đôi lúc nó phải đổi mới thì nó sẽ thấy ngon hơn. Đúng vậy. Ok. Ủa, tuyệt vời nha em. Ngon ha. Anh cũng lần đầu tiên ăn nướng á. Anh em mua nữa đi anh. Không, anh không ăn nữa. Để dành cho caramel. Caramel nhà mình là như không ăn được. Ăn được hạt nhưng mà không ăn được cơm biết đâu. Buồn cơm như này. Tuyệt vời các bác ạ. Tới Tây Nguyên thì nhớ thưởng thức mấy cái món này các bác nhé. Thôi các bác ơi, em quyết định khả năng là em sẽ ở homestay Happy Life luôn để ngày được ăn sầu riêng nướng các bác ạ. Ở đây luôn được không anh? Ok, chuyển hộ khẩu qua đây nhá. Chuyển hộ khẩu luôn. Mai anh diệt luôn. Ui, cái muối này này. Sao? Người nó núng na núng đi. Ngon vậy. Ngon ăn không được. Ngon vậy nhưng không ăn được thì buồn cười. Đây đây nha mọi người. Đây. Tuyệt vời luôn nha. Này. Ok. Không được ăn luôn đấy. Wow. Không được ăn thử luôn nha. Nhưng mà okay. Nó bớt mùi sầu ấy chị bị không được bởi vì mùi sầu ấy, nhưng mà nó bớt rồi ấy. Đúng rồi, bởi vì nãy giờ nướng. Nhưng mày đưa mày ăn lên. Em ăn lên không sao. Nó không còn mùi nữa mà thật. Chị một lần đi xem nào. Nào. Nà bé ơi, bé Bình ơi. Ăn đi không sao. Không còn mùi thế. Ăn ngon cực luôn. Đây là con vợ Lần đầu trải nghiệm ăn sầu riêng. Dạ. Em sống đến nay cũng 40 tuổi. Phép. 40 năm cuộc đời bây giờ em biết em mới cầm một muối sầu riêng trên tay ạ. À. Em vẫn có mùi nha. Ê. Ngon đúng không? Không phải.
mùi của nó đỡ hơn mà. Đúng lên nó sẽ giống như cái mùi sầu riêng trong bánh bía. Đúng rồi. Giống y hệt luôn. Đúng rồi. Ừ, mày luộm đi. Ăn đi. Ê, hủy thôi được không? Không, cứ ăn đi. 1, 2, 3 này. Vô. Lụm. 1, 2, 3, lụm. Má. Ăn đi để cho mọi người, những người đã không ăn được sầu riêng thì họ sẽ thử. Nó đỡ mùi hơn. Ngon. Cảm giác ngon không? Miệng đấy. Ngon. Chưa rồi. Nhưng mà nướng chắc ăn được nướng rồi chứ mùi cái hắc lắm, mùi cái nặng lắm. Nhà. Mày ăn xong mai mình nhìn luôn đấy. Biết không, do không thích ăn mấy cái đồ dẻo mềm mềm nên. Mày tưởng khi mày ăn mày tưởng tượng đến cái gì đúng không? Cái gì? Con này nó tưởng tượng mà. Nên không ăn. Ý là nó đỡ mùi hơn thì mình sẽ dễ ăn hơn. Mà ăn được đúng không? Ăn được. Sao cái ăn được nó lạ vậy? Thôi mẹ ăn đi. Nhưng mà vẫn ăn được đúng không? Đúng rồi, nó đỡ mùi hơn rất là nhiều. Thì bạn nào mà không ngửi được mùi sầu riêng nhưng muốn thử vị sầu riêng thì có thể nướng sầu riêng lên và ăn như cách như thế này. Ôi, mình có cái mùi gì đó đâu ta? Ngon mà ta. Ngon mà ta. Ăn đi. Ôi, thì em thích ăn sầu riêng thì hỏi sao? Khổ ghê. Mẹ cái đứa thích ăn sầu riêng nói với cái đứa không muốn ăn sầu riêng thì cứ mẹ. Làm sao? Thích ăn không? Ôi, nhưng mà ngon mà. Thôi được rồi, mày cứ ăn đi, mày ăn hạt đi. Ngồi xuống ăn hạt đi. Đấy, hạt của mày đấy. Ừ, rửa tay đi. Mới biết thôi chị ạ. Còn như là để nguội xong nó cứng này. Thì mà ăn cái quả hột này đi. Là sao? Là do nó chưa chín rồi hả? Không. Thôi, giờ chị ít củ này đi. Chưa nướng mà mày. Nên nướng ăn thử. Hai con mẹ này. Mày cắt đó lại đi. Nhiều lúc em cũng không hiểu là tại sao đội này nó cười anh ạ. Nó gọi là em không hiểu luôn. Tần số nó mày thằng nào. Thấy không? Thằng nào gặp về mây thì nào. Lưu ý chị mình đang ngồi đầu gió. À đù, à đù. Thôi bạn ơi, không chơi nữa. Tắt các bác nha, tạm biệt các bác nha. Không xong quay các bác cảnh sau nha. Chứ này chịu của em chịu lắm rồi.